Chào mừng anh chị em đã đến với kênh Mr. Vin Pro Vlog, một kênh chuyên về những kiến thức về tài chính, những công cụ hỗ trợ cho chúng ta trong quá trình trade và luyện tập. Tôi rất mong rằng là những kiến thức cũng là những công cụ mà tôi gửi đến sẽ giúp ích cho chúng ta trong quá trình chúng ta tìm kiếm một kênh thu nhập tự động thật sự. Hôm nay lại tiếp tục tôi mời đến một bạn tạm gọi là chuyên gia. Anh em ạ, thật sự trong trong mắt mình thì bạn ấy đúng thật sự là chuyên gia. Cũng là bạn quen thuộc thôi, chính là Tony Hoàng. Bạn ấy có kênh YouTube, anh chị em mình cứ xem cái phần mô tả của mình á, lại có kênh YouTube, TikTok của các bạn ấy. Ok anh chị em ha, anh em mình ủng hộ của các bạn ấy thì anh em mình cứ click vào và đăng ký kênh của các bạn ấy để bạn ấy có động lực làm được nhiều hơn. Cảm ơn anh chị em mình rất nhiều. Ok thì bây giờ cảm ơn Tony Hoàng đã một lần nữa ghé thăm đến kênh Mr. Vin Pro Vlog. Ok anh. Chào anh Vinh, chào tất cả mọi người. Mình quay trở lại đây cùng với tất cả mọi người. Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau về một cái kế hoạch sắp tới. Ok. Thì tạm thời thì đây cũng là cái buổi gần cuối năm rồi. Tết rồi. Nếu mà nói về dương lịch thì đã là năm 2023 rồi anh em ạ. Đã kết thúc một cái năm 2022 đầy biến động, chiến tranh các kiểu anh em ha. Đã vừa kết thúc dịch thì qua chiến tranh thì biến động về tài chính cũng vô vàn rất nhiều thứ. Thì hôm nay thì tạm thời hôm nay chúng tôi sẽ bàn sâu hơn về cái mảng hàng hóa mà rất nhiều anh chị em trên thị trường chơi. Khả năng thanh khoản của nó cũng rất là nhanh và biến động của nó cũng cực kỳ bá đạo anh em ạ. Đó chính là con vàng anh em ha. Đó. Ok thì Tony Hoàng có nhận định gì về cái dòng vàng trong thời gian dài hơn không? Vâng, thì trước tiên thì cũng là rất là cảm ơn anh cùng với tất cả mọi người. Chúng ta đã có với nhau những cái buổi ngồi để trò chuyện từ những cái clip video lần trước. Thì tôi cũng có đưa ra những cái nhận định về vàng. Thì tôi cũng nói với mọi người, cộng đồng, tất cả mọi người rằng là vàng view sẽ lên đến 1.700. Thì ở 1.700 này thì hôm nay chính là vàng, hôm nay anh em chúng tôi lại ngồi đây chúng ta nói chuyện với nhau thì có phải anh cũng thấy rằng vàng đã bắt đầu chuẩn bị tiếp cận đến vùng 1.700 đúng không ạ? Khi mà cái lần mà chúng ta ngồi với nhau thì đâu đấy là vàng ở khoảng chừng là tầm 1.760 mấy, rồi bây giờ lên 1.872 này thì vàng bắt đầu đã lên đến vùng này rồi. Thì ở đây chúng ta sẽ lại có một cái kịch bản, cái lộ trình mà khi mà vàng đẩy lên vùng này mà hơn nữa lại ở cái tháng đầu tiên của năm 2023 thì là với tôi là view vàng chỉ cần vàng mà phá được qua một vùng 1.870 này thì khả năng cao sẽ vùng này sẽ lên đến 1.900 sắp tới là chuyện rất là gần chứ không còn xa nữa. 1.900. Và chúng ta sẽ có những cái chiến lược, những cái kế hoạch cùng nhau để view vàng khả năng cao sẽ lên đến 1.900 thì chúng ta sẽ có những cái chiến lược, chúng ta sẽ lại chờ mua ở những vùng mà khi mà vàng xả được về những vùng 1.800 đến 1.820 rồi quanh quanh đâu đấy thì chúng ta sẽ lại căn những cái cơ chế chúng ta mua vào. Vậy đồng nghĩa việc là Tony Hoàng đang nói là xu hướng dài hơi là vàng có khả năng dài tính theo hàng tháng tới nữa thì có thể là vàng tăng đúng không? Ok. Vậy thì Tony Hoàng có thể cho mình một cái vùng không? Một cái zone giá không? Cho nó dễ hình dung được không? Cái zone giá thì ở đây thì vàng hiện tại thì như anh thấy cũng vàng hiện tại đã là ở một vùng này rồi, vùng 1.860 đến 65 rồi, tiếp cận đến 1.870 rồi. Thì anh có thấy rằng là khi mà vàng mà đã lên vùng này thì khả năng cao ở một vùng 1.700 này dao động trên dưới vài giá này vàng sẽ có dấu hiệu tín hiệu là chững lại ở vùng này. Rồi vàng tiếp tục lại kéo ngược xuống để anh em chúng ta sẽ lại có những cơ hội chúng ta sẽ mua vàng được vào những khu vực này 1.820 đến 32 thì ở những khu vực này chúng ta mua để chúng ta đẩy giá ngược được lên đến một vùng 1.900. View của tôi sẽ là view vàng sẽ dao động trong một vài tuần hoặc là một tháng hai tháng sắp tới là vàng sẽ đẩy được lên khả năng cao sẽ đẩy được lên 1.900. Nếu mà ở tại vùng đấy thời điểm hiện tại mà không giữ được giá của vàng thì vàng mà sẽ đẩy được qua được vùng này thì khả năng cao sẽ lên đến vùng 1.900 rất là sớm. Ok, ở cái vùng 900 đó Tony Hoàng cho mình một cái vùng giá khoảng mấy chục giá đó, trong cái vùng đó là khoảng bao nhiêu? Lên khả năng thì như anh thấy là bây giờ vàng đang ở 1.860 thì lên đến 1.900 thì còn không còn bao nhiêu, chỉ còn 40 giá nữa thôi là vàng sẽ đẩy lên vùng kia. Anh thấy rằng như chúng ta đã vừa qua chúng ta đã có một cái kỳ nghỉ của Tết Dương lịch. Trong kỳ nghỉ của Tết Dương lịch khi mà thoát khỏi kỳ nghỉ Tết Dương lịch một vài ngày thôi mà giá vàng đã đẩy từ lúc 1.828 và đẩy luôn lên được 1.865 đến 70 rồi thì anh thấy rằng là từ đây nếu như mà giá đẩy mạnh được lên thì đẩy lên đây thì cũng không mất thời gian là bao nhiêu nữa. Nhưng mà chúng ta sẽ tính đến những cái viễn cảnh rằng là vàng sẽ có những nhịp xả xuống rồi lại đẩy ngược lên 1.900. Khả năng cao là vàng sắp tới sẽ đẩy lên 1.900 cho nên là anh em chúng ta giao dịch nên lưu ý những lệnh bán xuống tuyệt đối là nguy hiểm.
Theo như kinh nghiệm của tôi thì thường là nó hay bù gáp. Vừa rồi vừa nghỉ Tết xong nó làm cú gáp, thì Tony Hoàng có nhận định là nó có khả năng bù gáp được cái đoạn nào không? Vừa rồi nó gắng bù ấy, nhưng chưa bù. Nói chung là ở ở cái thời điểm hiện tại thì khi mà giá vàng đẩy lên khá mạnh như thế này thì cũng cũng giống như là tôi cũng có chia sẻ rất là nhiều ở những cái video trước hoặc là trong cộng đồng của chúng tôi, rằng là khi mà lạm phát Fed đã có tín hiệu là hạ lãi suất dần dần, đã tín hiệu chứng lại của đà tăng lãi suất và bắt đầu tăng lãi suất rất là mỏng và rất là yếu, và quay sang một thời gian sắp tới là vàng lại có tín hiệu Fed lại có tín hiệu xả giảm lãi suất, thì thực sự ra là như thế, là tôi đã có thông báo với cộng đồng của chúng tôi trên cộng đồng TS Finance rằng là giá là chúng ta sẽ đi vào căn những cái trend của mua vàng lên. Thì ở thời điểm hiện tại thì nếu như để mà vàng mà có thể quay về như anh nói, quay về có thể mà bù được, lấp được cái khoảng gap đấy, thì cũng có khả năng vàng sẽ quay về đắp gap được, tại vì ở trên những vùng này là 1870 này, vùng này hỗ trợ hồng kháng cự cũng khá là cứng, cho nên là khả năng cao là sẽ có những nhịp xả thôi. Thị trường này chúng ta phải luôn tính đến cái chuyện là thị trường bơm xả là chuyện rất là bình thường của các nhà tài phiệt, họ làm giá trên thị trường họ có thể làm những cái vấn đề này. Đúng rồi, ok. Cảm ơn Tony Hoàng đã có những nhận định về vàng. Phải nói tóm lại thì theo như nhận định của chuyên gia Tony Hoàng thì bạn ấy nói rằng xu hướng chính của 1-2 tháng tới, những quý đầu năm của 2023 chính là xu hướng tăng. Tuy nhiên chúng ta hãy chờ những nhịp test lại, những nhịp mà nó hồi lại thì chúng ta hãy mua lên. Đó là xu hướng, phải không Tony Hoàng? Đúng rồi. Ok, và cái vùng giá mà Tony Hoàng khuyến khích chúng ta đó là đợi nó test về khu 182 mấy, phải không Tony Hoàng? Đây tôi có ghim giá là vùng khoảng tầm 1820 đến 1820, cướp vàng mà kéo được cái vùng 1810 1820, okay, trong vùng đấy chúng ta sẽ có thể kích hoạt được những cơ chế mua vào rồi, và đẩy giá vàng ngược lên. Chính xác, nếu mà nó về được vùng 1820 1810 thì có nghĩa là nó bù gáp của ngày Tết vừa rồi luôn đấy nè. Đó thì rất tuyệt vời, đó cũng là một cái plan cho những cái quý tiếp theo đây ha. Và nhận định của Tony Hoàng là khả năng vàng cũng sẽ đi tới vùng 1900. Với những cái kiến thức, với những cái kinh nghiệm và cũng là những cái mà Tony Hoàng vừa nêu ra, ví dụ như là Fed sẽ tăng chậm lãi suất vân vân, đó là những cái yếu tố để giúp cho vàng có khả năng lên đến 1900. Cảm ơn Tony Hoàng. Đúng rồi. Ok, thì một lần nữa rất cảm ơn Tony Hoàng đã nhận định về cái plan vàng cho những cái quý năm sau. Rồi một lần nữa cảm ơn Tony Hoàng, hy vọng là trong clip tiếp theo Tony Hoàng sẽ nhận định cho mình những cái con về mảng crypto, ví dụ như là Bitcoin hay là thậm chí là một cặp tiền nào đó đi. Anh em trong thị trường cũng hay chơi EU, hy vọng là những cái clip tiếp theo Tony Hoàng sẽ nhận xét cho mình hoặc là cho mình những nhận định về xu hướng dài hạn cho quý này của cặp EU chẳng hạn. Ok nha Tony Hoàng. Vâng, thì rất là sẵn lòng thôi, tại vì là cũng chia sẻ thêm với mọi người một chút rằng là ở góc nhìn của giao dịch của mình ở trong thị trường này thì là mình cũng có những cái chiến lược, những cái cách thức để giao dịch trên thị trường ở trong cộng đồng của TS Finance. Thì mọi người cũng có thể tham gia vào cộng đồng TS Finance để chúng ta cùng với nhau đóng góp, xây dựng ý kiến và cùng với nhau chúng ta chiến thắng được trên thị trường, để tránh khỏi những mất mát không đáng có mà thị trường, mà những người mới chúng ta không có kiến thức là thực sự ra là rất là lãng phí. Chúng ta lên cập nhật những thông tin thì rất là welcome mọi người có thể tham gia vào những kênh cộng đồng của TS Finance, và anh Dinh có để cái đường link mô tả bên dưới, thì cũng rất là hoan nghênh tất cả mọi người. Ok, rất là tuyệt vời nha anh chị em, tại vì mình thấy kênh TikTok của các bạn nè, kể cả kênh YouTube của bạn cũng vậy, mặc dù đang là chưa có nhiều lượt follow nhưng mà bạn làm rất là có tâm, và bạn cũng ít nhất thì bạn cũng ra những cái plan khá là chuẩn, cho nên anh chị em mình có thể tham gia để tìm hiểu hoặc là giao lưu hoặc là thậm chí có thể là vạch ra cho mình những kế hoạch dựa trên những kế hoạch đó vân vân, cũng là một cái điều để chúng ta có thể là một yếu tố để thành công anh em ha. Ok thì cảm ơn anh chị em mình rất nhiều, một lần nữa cảm ơn Tony Hoàng đã đến với kênh Mr. Vinh Pro Vlog, hy vọng rằng là sẽ gặp lại Tony Hoàng trong clip tiếp theo. Bye bye anh chị em, bye bye.